Most people said, oh, penguin. No, not penguin, it's pangolin. Thế nên là con hổ không thể ăn được thịt con tê-tê. Bởi vì là con tê-tê con này nhá, cái lớp vảy của nó còn rất... Đây các bạn, con biết con này là con gì không? It's so special, and they not doing anything harm to us. They cannot bite you. They cannot doing anything harm to you. But the problem because the people like we are bring the problem to them. À, thì mấy cái lỗ này đặt là cái camera cũ hơn nữa, nó có mờ lắm. When I talking with people from outside Vietnam, I working with pangolin, most people said, oh, penguin. No, not penguin, it's pangolin. So building up the education center where it have a location and people can come to visit and meet a real animal and raising awareness for them. Trong bụng bạn Xuyên bị chết thì để mà cứu bạn Xuyên thì các bác sĩ thú y ở đây đã mổ. Anh giúp xem là con này phải không? Con tẩy mực này vào nó có đảm bảo nó có sống ở ngoài tự nhiên hay không? We need to take the action to save the animal. They exist on the earth to balance ecosystem. And if we remove them, it could make the big change for the earth. And we need to live together with them.